Hôm nay cái gạo mà gạo lứt ngâm từ tối hôm qua để trong ngăn trong trong ngăn mát ấy thì Nhung đem ra định để nấu cơm. Tuy nhiên thì hôm nay có một nồi cơm trắng rồi, một nồi cơm trắng để ăn ruốc rồi. Thế Nhung quyết định là lấy cái nước xương từ hôm qua để vẫn để ngăn mát đó, ra nấu nồi cháo. Đấy, cái gạo đã ngâm để trong ngăn mát. Nó gần như là nó đã nảy mầm ấy, gần như là nó nảy mầm. Cho nên là bây giờ ấy, nấu cháo rất là chi là nhanh mà lại tốt cho sức khỏe. Gần như Nhung bật bếp đun sôi, bật bếp ở số số 8. Xong đun sôi sình sịch lên và sau đó thì đưa bếp về chế độ số 2 và số 3 và cứ để như vậy, hầm như như vậy. Và trong thời gian đó thì Nhung có hai cuộc họp Zoom của tập đoàn với trường Đại học Cửu Long và một Zoom của bên tập đoàn gặp gỡ bạn trưởng phòng kế toán. Thế và xong thì sau hai cuộc họp Zoom thì Nhung đã có nồi cháo gạo lứt siêu ngon để ăn rồi. Xin mời cả nhà nhé. Dạo này cái điện thoại này cũng có không biết là sao nó tắt tắt mà nó